Hello xin chào quý vị khán thính giả trong kênh của Susan Trần USD đây. Dạ hôm nay thì tôi có thêm những cái tin tức để gửi đến quý vị về Thiền Am bên bờ vũ trụ. Nói chung trong mấy ngày qua tại Việt Nam rất là nóng hổi về cái uh, tin tức của cái uh, công an long an rồi uh, huyện đức hòa uh, thuộc tỉnh long an đã bắt là thầy uh, nhất nguyên hoàng nguyên và trùng dương và thầy ông nội thì thầy ông nội đã được trở về thì còn ba thầy nữa thì đang vẫn đang bị uh, Bị, 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 bị giữ ở tại công an huyện đức hòa tôi nghĩ là công an huyện đức hòa đang giam giữ và hiện tại thì là các chú tiểu và các uh, nico ở trong cái thiền am quý vị nên nghe rõ là thiền am cái thiền là họ thiền ở cái am họ làm cái am trong nhà của họ chứ không phải là cái chùa chiền hay là một cái gì cả đó là thiền am OK, Để quý vị đừng ngộ nhận Đó là thiền an Thì tôi mới nghe tin rằng là Hiện nay công an Đã xuống đến nhà Tại nơi ông Ông Lê Tùng Lâm đó, Để đòi dạ dỡ bỏ Cái nhà đang xây dở Là một sự rất là bốc xúc Khi chính quyền Đã làm những cái điều Mà họ không thông báo trước Ok. Đây cũng là một cái thí điểm của tỉnh Long An và công an huyện Đức Hòa. Đầu năm họ lấy thí điểm của Thiền Nam để họ làm mạnh bạo trong vấn đề có những đơn thư kiện của ông thầy Thích Nhật Từ, ông chùa, ông thầy chủ quốc doanh của của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và hai nữa là cái đơn tố của thám tử cao tức là hai mặt đó là thông đồng ăn tiền của là 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 thắng mai nguyễn phương hằng rồi đã đi làm những cái chuyện mà hại các chú chú tiểu và các các phụ nữ ở trong chùa đó là một sự rất là đau buồn thì tôi nghĩ rằng là ở việt nam họ rất là bức xúc họ lên án rất nhiều rồi bây giờ đã qua đến các cộng đồng trên thế giới những người Việt đó người ta cũng lên những cái channel để họ họ lên án cái nhà cầm quyền Việt Nam khi họ làm những cái việc mà họ không thông báo trước mà khi họ đến bắt họ cũng không có cái giấy của tòa chứng minh ra hay là của viện kiểm soát yêu cầu mời gia đình Ngô Tùng Lâm ông Lê Tùng Lâm lên trên huyện hay là lên xã hay là lên tỉnh như đó để, để 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 để, họ muốn là, là là làm việc với cái tiêu đề ABC họ tự đến nó họ họ mời họ, họ làm cái gây gớm lắm Quy vậy như là những cái tội tội giết người cướp của rồi những cái là cái tổ chức chính trị gì gây gớm lắm họ làm đến kinh khủng luôn thì quý vị họ làm cho như vậy để cho tất cả người dân họ nhìn thấy rằng là 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 một cái 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 công quyền của của Long An họ họ vào họ làm như vậy. Cái điều thứ nhất đó, cái pháp luật Việt Nam, quốc hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam ra cái luật. Thì người dân hiểu luật, người thi hành pháp luật là ai? Là những người chính quyền Việt Nam. Họ ra nhiều luật lắm quý vị Mỗi lần quốc hội họp là ra thêm là bổ sung, bổ sung. Cái người nói thì cứ nói, nói hoài. Cái người thực người thực hành pháp luật có có làm được đúng như vậy không? Cái người dân, người ta thấy nhiều luật quá rồi người ta không hiểu về luật luôn. Không hiểu luôn. Rồi đến khi họ hiểu được cái luật họ nói ra, ai nghe? Đấy, người có tiền, họ đi đến thì công việc là hạnh thông. Ai với tinh ok giải quyết, êm thấm. Còn không có tiền để đó giấy tờ chứng để đó ngay luật sư của ông ngô tùng lâm đến long an công an long an tỉnh long an để xin vào gặp các thầy vì họ là luật sư nhưng mà long an nói rằng là xuống đức hòa đức hòa công an đức hòa không giải quyết không cho luật sư gặp không giải quyết thì quý vị thấy một sống một một cái một cái đất nước. Một cái đất nước mà nói là pháp luật trường là cười cho có pháp luật mà cái người người thi hành pháp luật được có đúng hay không? Có đúng không? Có làm đúng không? Cho nên là nhiều cái mình nói luật sư ở Việt Nam bỏ bao nhiêu công sức ăn học 12 năm ra trường rồi tiếp tục đi vào đại học, tiếp tục đi vào luật học rồi cuối cùng ra luật sư quý vị rất là hãnh diện cho gia đình và mọi người quý vị là mang thẻ luật sư à, luật sư đối với công an việt nam cũng là cái đinh gì ạ không giải quyết cái gì cả việt nam thì họ chỉ bảo vệ cái đảng của họ thôi những người làm cho đảng chính quyền đấy thôi còn luật sư nó là trên bên ngoài thôi nó đâu có phải làm việc cho đảng đâu cho nên là luật sư là những cái hội đoàn luật sư là, là lấy tiền của những cái hội đoàn nào kinh doanh nào rồi giới chức nào là thuê để làm nó đâu có okay, ở đâu ở đâu okay. cho nên nó khác rất nhiều ở các nước các nước tư bản dãy chết như của mỹ này họ khác nhiều tư bản dãy chết ở mỹ này họ cái pháp luật của họ là từ trên xuống dưới người ta đi vào đúng cái pháp luật của họ họ làm đúng cái pháp luật của họ bằng chứng tất cả mọi cái ra họ làm cho nên tôi rất là hạnh phúc khi tôi sống ở cái 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 đất nước tư bản giải chết này mà ông thất ông thích nhật từ ông nhà sư kinh doanh gì đó ông nói là một đất nước tư bản giải chết à, mua căn nhà mấy chục ngàn mà không có tiền giả đuổi ra đường sống gọi là vô gia cư omelette. ông ngồi trên cao nó có nhìn thấy người dân Việt Nam đâu người dân Việt Nam biết bao nhiêu người không nhà không cửa biết bao nhiêu người khổ sở ở đâu nhìn thấy ở đâu cần nói đâu toàn bộ ngực xưng tên nói chuyện mà không biết ngượng mồm trình độ thì không có nói thao thao bất tuyệt mà ông sư mà không có giảng đạo ông sư đi nói chuyện về chính trị của nước này nước kia mà toàn nói láo cho nên những cái, 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 nhiều khi tôi nói thật tôi không muốn dùng cái từ tại vì nó thẳng ra mà nói tôi bức xúc tôi lên tôi nói chứ không phải tôi lên du chút để tôi mở du chút để tôi kiếm tiền du chút tôi về yêu rồi tôi đủ sống rồi đâu cần đâu nhưng bất mãn với những người thấp cổ bé họng tại Việt Nam bất mãn những cái đường đi của 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 chính quyền Việt Nam nhá họ ra cái pháp luật mà họ thực thi không đúng pháp luật người dân không có quyền họ bẻ cỡ nào người dân cũng phải là tỉ, chịu thiệt thôi cái điều thứ nhất khi bắt các thầy tu ở trong chùa trong thiền nam trong gia đình của họ là tư gia của họ cái điều thứ nhất quý vị không thể nào mà để cho các nhà báo đứng lên nói rằng là luận tội rằng là 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 đã bắt cái gia đình khởi tố gia đình ông Ngô Tù, Lê Tùng Lâm rồi khởi tố bị can mà trong cái đó mới đưa người ta về 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 cái nơi 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 công an xã công an phường công an quận gì đó thôi mà đã báo chí biết bao nhiêu cái nhà báo quý vị biết bao nhiêu cái nhà báo mà 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 tất cả chúng tôi cũng ở ở bên này bên này họ họ đã nhìn ra tất cả đấy cái len đây này đó báo pháp luật rồi báo long an rồi rồi báo long an báo pháp luật rồi nhiều lắm quý vị ơi cả trăm cái tờ báo rồi những cái những cái tờ báo mà mà điện tử à, ở trong 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 lấy ở trong ra ở trong facebook ra rồi thi nhau một đề tài thôi mà lấy lấy copy lại một cái đề tài đó để mà đưa lên công chúng mà trong khi đó mà người ta chưa luận tội người ta chỉ mời lên làm việc chưa luận tội đó đó chưa luận tội mà đã đưa bung hết cả lên rồi báo báo chí thì tôi thấy rằng là Việt Nam thì nói làm sao được đây giờ bây giờ họ cũng làm đơn tố cáo đấy cũng có đơn tố cáo đây quý vị. đó cả trăm cái tờ báo trong đó có báo pháp luật, báo thanh niên, báo tuổi trẻ, có hết đưa ra một là bốn cái vụ án là loạn luân này rồi là 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 là, là 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 lừa đảo này rồi là uh, nói chung là bốn cái, cái cái luận tội mà chưa hề có người ta mới mời lên làm việc thôi. mà trong khi đó báo chí đưa dầm dầm, mà chính quyền long an, công an long an không hề đính chính không hề đính chính để một cái hình ảnh vừa mời lên tất cả những người ở trên thế giới này, họ dòm tới những cái đường lối công an làm cái này là do báo báo chính thống Việt Nam nhớ báo chính thống Việt Nam đó họ đăng lên chưa hề có sự thật chưa hề công bố của tòa án và sau ngày tông công bố đó là có 15 ngày để kháng cáo rồi mới luận tội đó mà những cái nhà báo pháp luật những nhà báo phải hiểu được về pháp luật mới bắt người ta lên đã luận tội liền luận tội rồi là 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 bị can rồi truy tố rồi đủ thứ người ta làm Ôi sợ thiệt công nhận công nhận để nhìn thấy mà mà làm cho mức độ mà mà, mà 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 kinh khủng giống như mà vây một cái 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 trụ sở làm ăn rồi là phản quốc phản động rồi đủ thứ chụp mũ trong mấy chú tiểu ở trong đó trong chín đứa trẻ và và năm cô nữ và 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 năm năm người thanh niên ở trong cái, cái 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 thầy nói là tu sĩ ở trong đó, trời ơi kinh quá. À. Bây giờ những người chúng tôi ở bên bên mỹ là đúng ra chúng tôi rất là hạnh phúc thì cái pháp luật rất bảo vệ, tôi nói thật, chúng tôi rất là là được sống đi làm đóng thuế nhà nước đến ngày nghỉ hưu xứng đáng với những cái đồng tiền của mình xứng đáng những cái bảo vệ về sức khỏe xứng đáng được bảo vệ và pháp luật xứng đáng được cảnh sát bảo vệ chúng tôi rất hãnh diện đó là cái hạnh phúc của chúng tôi tôi nhìn thấy về việt nam sợ quá đi tôi nói thật quá là sợ đi ra luật pháp mà không có thực thi đúng pháp luật ở bên dưới mà không hề bị truy tố hay là bị bị lên án hoặc là bị gọi lên để mà 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 đóng phạt những cái chức năng báo chí báo đài mà làm sai sự thật không mạnh ai người làm cứ copy lên YouTuber rồi Facebook rồi cứ đua nhau mà làm dập vùi người ta gia đình người ta trên dưới có mười mấy người thôi chưa tới hai chục người mà đàn bà ông già phụ nữ con nít các chú tiểu và có mấy 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 thầy thầy tu sĩ ở trong đó cái điều thứ nhất là tôi bây giờ nói thì ở Việt Nam nói nhiều rồi và các cộng đồng mạng ở trên thế giới Mỹ rồi các nước người ta đã đưa lên rất nhiều rồi thì tôi chỉ nói rằng quý vị thấy khi mà cái thí điểm của những cái nhà chức trách ở tại địa phương đó họ đã nhầm họ đã dập quý vị rồi thì họ không buông tha họ không buông tha quý vị không ký nó đánh quý vị nó chói quý vị nó kè cổ quý vị nó ấn cái tay quý vị vào về cái... ký đó nó bằng đủ mọi cách để nó, nó 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 nó, đe dọa quý vị để quý vị phải làm Luật sư không vào được phép vào từ luật sư Việt Nam là cái gì? Mang tiếng là luật sư. À, luật sư về hình sự hay là về tố tụng hay là về cái gì nó à, đâu có chấp có đâu luật sư như là hà ni đó luật sư đó mấy chục năm đó nhà báo đó đơn còn để nằm đó nữa thì quý vị nghĩ sao và luật sư ở việt nam xin vào còn không chấp nhận luật sư thì quý vị là dân thì làm sao mà mà mà, mà quý vị mà mà sống ở một cái chế độ việt nam như vậy 46 năm rồi, 47 năm rồi 47 năm rồi, bước sang 47 năm rồi. Mà họ càng ngày, tất cả những người ở nước ngoài người ta nghĩ là Việt Nam đã thay đổi, đã đi theo xu hướng để cho người dân có được tự do tin ngưỡng, tự do làm ăn, tự do là ngôn luận. Đó, nó càng ngày càng phát triển hơn. Cái hình thức để cho những người cộng đồng trên thế giới, những người Việt, rồi là người ta nhìn thấy cái hướng đi của Việt Nam, họ nể phục. Thế bây giờ lại quay lại Lại thời kỳ 45 năm, 46 năm về trước Mà lại thấy lại Cái đường đi dù vập người dân Vù dập người dân Thích làm cái gì là cửa quyền Người dân hồ tiếng nói các quý vị thấy đó không phải không Bao nhiêu báo, 100 cái báo Báo điện tử, rồi youtube Rồi facebook, rồi tiktok Rồi đưa lên Nói gia đình người ta là loạn luôn ăn lợi dụng ăn chặn tiền tiền ở đâu tôi thích tôi cho là bản thân tôi thí dụ đi tôi cho các chú tiểu tôi cho những người uh, tu sĩ ở trong đó để họ chăm sóc các chú tiểu uh, có thêm tiền hay là để mà sửa lại cái nhà cho các cháu chú tiểu ở nó không bị rột hay mưa cái đó là, là là công an chính quyền long an phải hãnh diện vì chúng ta cái khu vực của chúng ta người nhà dân không bị lục sụp không bị nghèo khổ nữa họ đã xây được căn nhà khăn trang, làm sạch đẹp thành phố sạch đẹp và nông thôn. người ta không phải là những người phải là sống lây lất ở đầu đường xó chợ. Thế chúng ta phải được như vậy, nhìn thấy người dân được phát triển, người ta sống được như vậy là chúng ta là đất nước đã là người dân giàu nước mạnh là ở chỗ đó, dân giàu nước mạnh là ở chỗ đó. mà họ không muốn là dân giàu nước mạnh. Là phải sống gồng cầu lang thang ăn trộm ăn cướp đĩ điếm. đến thời buổi nay rồi. 47 năm rồi mà Việt Nam vẫn đăng ký đi lao động nước ngoài Để quý vị thấy. Nước ngoài đi Campuchia. Đã vượt tàu đi Campuchia đi làm đi làm, làm làm công cho Campuchia. Mà chúng ta biết là Việt Nam ngày xưa Campuchia phải sang Việt Nam lánh nạn và làm việc ở Việt Nam mà bây giờ là đất nước Việt Nam các quý vị chỉ nhìn ở bề nổi bên trên là những cái nhà mà cao ốc là toàn những cái nhà mà đại gia họ bỏ biết bao nhiêu tiền mày để hùn hợp để xây lên những cái 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 hotel hoặc đây này, cái này kia nhìn bề nổi rồi còn những người dân bên dưới quý vị nhìn thấy không quá là khổ mà đi đi đi, đi lao động ở đâu lao động ả à, rập <laughs> rập thì quý vị biết đi trong cái thời dịch hai năm nay rồi cái người đàn ông á là người nam giới người là người ta là là một cái 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 lao động chính của một cái gia đình họ phải làm một cái gì để lao động cho con cái của họ lo lắng cho cuộc sống của gia đình họ chấp nhận đi các nước xa xôi miễn cứ là nước ngoài thôi mẹ cầm một chiếc là nước ngoài xin lỗi quý vị cầm một chiếc là nước ngoài rồi bất kể miễn làm sao có công việc làm để gửi tiền về nuôi gia đình. Có một thời gian chúng tôi cũng thấy rằng là là chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh của những cái vùng quê khổ sở như những cái vùng mà 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 mà, mà, mà vùng Huế hay là vùng mà, những cái vùng mà mà, mà 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 miền Trung đấy họ cho con họ đi học nước ngoài đi Nhật rồi đi cả Hàn Quốc rồi về xây nhà xây cửa cái đó là một cái cái hình ảnh đẹp, đó là thay đổi đó. Đó là ở tại địa phương đó là phải hãnh diện Ừ chúng tôi là ở cái địa phương này Chúng tôi đã để có bao nhiêu nhà Không phải nằm trong hoàn cảnh khổ Hộ nghèo nữa Là chúng ta phải hãnh diện rồi Cứ nghèo hoài à Mấy chục năm trăm năm mà cứ nghèo hoài Chẳng có cái, cái, người dân được lên à Thế thí dụ như ở chúng tôi ở Mỹ này Chúng tôi có 50, 50 tiểu bang chẳng hạn là 50 tiểu bang Thì mỗi một tiểu bang là một là ông thống đốc Đó là một ông thống đốc ở tiểu bang Thế thì ông thông đốc đó Ông lên là thí dụ là cái năm nay đi Cuối năm khai lên tất cả cái thành tích của ông á, Trước khi mà ông nhậm chức là có 30% là thất nghiệp này Rồi là bao nhiêu phần trăm là không thuế là không đủ này Thế cuối năm khai lên Thế thí dụ 30% năm, bây giờ chỉ còn có 5% thất nghiệp này Thuế họ đã lại giúp cho ở cái, cái 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 tại một cái địa phương là một tiểu bang này Nó lên được 20% Cái đó là cái ánh diện làm cho người dân đi lên không còn thất nghiệp nữa Đó thì ông đó mới được sự ủng hộ của người dân Đó hai năm sau là người ta tiếp tục Người ta thấy ông này làm được Người ta tiếp tục người ta bầu, bầu cho ông nữa Để ông làm cho người dân nữa Cái đó khách làm việc ở từng địa phương là như vậy đó Chứ không vì Việt Nam cứ nghèo khổ rồi Cứ bỏ nhau đi Họ làm một tí xíu Họ làm giàu lên là súng dập người ta rồi Tôi nói thật quý vị là Thiền am bên bộ vũ trụ họ đâu có nghĩ được một ngày hôm nay họ như vậy đâu. Ba năm trước. Ba năm trước họ là một cái người đào tạo dạy những cái cháu ở trong trong cái 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 am đó. Cho dù họ làm cái gia đình của họ hay có những cái cháu mồ côi của họ hay là cái cái dòng họ của họ họ sống chung với đó. Họ đi thách thức sinh hài, họ đạt được những cái danh hiệu rất là xứng đáng. Rồi các thầy nhất nguyên, là thầy nhị hàng hoàng nguyên hay là các thầy đã có những cái design, design một cái chương trình. Đó. Chương trình hát cho nhau nghe, rồi cùng trong thiền nam họ sống một cái gia đình của họ rất là ấm cúng và hạnh phúc. Họ hát, họ đưa lên du chút. Hai năm nay dịch họ làm việc bằng kiếm tiền bằng du chút. Quý vị, tất cả ở ngoài ai có mạnh mẽ, có đủ khả năng vẫn đi làm kiếm tiền, tiền dấu chút họ trả. Thì bên thiền nam họ làm từ thầy ông nội hay là các cháu nhỏ. Họ tìm ra cách nào đó để họ kiếm tiền dư chút. Họ có xây được một căn nhà của họ đó là hãnh diện cho địa phương. Mà tại sao bây giờ là đến gỡ ra rồi Rồi tìm mọi bằng chứng Rằng là tôi không nghĩ rằng là Thiền Nam lại vi phạm pháp luật Họ sống ở Việt Nam họ không hiểu pháp luật là được phép xây không, được phép hay là, là làm nhà hay không. Mà bây giờ đưa ra là Việt Nam gọi là ở à, bên bên Thiền Nam là vi phạm pháp luật, không được cây sắt nhà. Đó. Đó là một điều mà 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 chúng ta nhìn thấy có, có cái vội nghĩ quý vị, có có nhìn thấy Việt Nam như vậy có ghê sợ không quý vị? Cái hình ảnh mình không thể nào mình nói được là Tôi là người Việt Nam, tôi yêu nước Việt Nam mà người dân Việt Nam chịu đựng như vậy. Đau thương như vậy. Trách ai bây giờ? Trách người đứng đầu Việt Nam. Tại địa phương chính quyền Việt Nam tại sao không tạo một cái điều kiện cho họ có một cuộc sống ấm no. Tạo cho họ có một hình hài giúp đỡ cho người dân xây dựng lên. Nhưng mà thiền am mà đến ngày hôm nay mà chỉ cần có những cái đứa nó không ít nó ghét thì nam nó bỏ tiền ra thôi là những cái bọn du chút bẩn nó tìm cách nó tìm cách nó lấy tiền của hải ngoại nó đem về rồi nó chụp mũ đủ thứ mà cái pháp luật cái đó nó không nằm trong cái pháp luật là là lường gạt cái đó là người ta tự nguyện cho tự nguyện lấy đó là quyền công dân của con người người ta không lên rồi là chính quyền người ta lường gạt người ta vay tiền rồi người ta không trả người ta lường gạt thì mới nó gọi là tạo một cái uy tín để lường gạt quý vị nói nghe cái câu mà cái 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 bộ luật 331 à, tức là 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 vi phạm vào những cái quyền mà mà tự do dân chủ để mà làm 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 mất được cái gì của 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 nhà nước Trời ơi, nghe cái từ nó chẳng nó nằm trong cái nghe tôi tôi chả hiểu cái luật gì mà kỳ cục chả hiểu cái luật gì cả người ta chơi chữ thì việt nam này nó được cái luật chữ vào đó thì những cái người mà tắt cổ bé học mà trình độ không có làm sao nên cái chữ được vào nó mà đó là bên thiền am đó người ta hiểu biết như vậy mà vẫn có bị chụp vào như vậy thì bây giờ quý vị nhìn tôi nói thẳng ra bây giờ tôi nói đến mấy đứa nhỏ đi tôi nói các cháu trong tiền nam đi đầu năm được đi học tôi nghĩ chắc đi học ngày mùng 2 hay là ngày mùng mùng ba rồi đó rồi ngày hôm sau là bắt đầu là nhà trường công an yêu cầu cho các cháu về đó đưa các cháu về nhà là không có điện không có internet không có nước sinh hoạt giờ công an bao vây đến đó tôi không biết là hôm nay là là tám ngày hay bảy tám ngày gì là không cho họ được tự do những cái đứa trẻ đã không được tự do ra ngoài những phụ nữ không được ra ngoài đi chợ đi búa đi mua mua cái này mua cái kia họ làm như những cái thành phần nguy hiểm của xã hội những cái thành phần mà giết người mà như là như Ôi dồi tôi, tôi nói thật quý vị ạ à, Cái này à, tôi chỉ yêu cầu quý vị một điều như vậy này Ở Việt Nam Các quý vị bấm lên Google Có bảo vệ nhân quyền, bảo vệ trẻ em và phụ nữ của thế giới Nó có nằm ở Hà Nội thì phải Quý vị tại Việt Nam Quý vị bấm lên Google đi Làm ơn bấm lên Google đi Tất cả những cái hình ảnh nào quý vị thấy được tại thiền nam quý vị chụp đó quý vị làm đơn đó rồi tất cái thành nguyện thư gửi cho hội nhân quyền ở việt nam là cái xã hội cộng sản là có cái 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 cái, cái, cái tổ chức nhân quyền nó nằm ở đó quý vị bấm lên google nằm ở đâu ở hồ chí minh hay là nằm ở hà nội thì quý vị bấm lên nó quý vị thành nguyện thư mà tôi nghĩ luật sư tại việt nam họ biết nếu mà luật sư ở bên thiền nam thì họ biết cái đó và họ kêu gọi viết một cái cảnh nguyện thư tố cáo những cái hành động báo chí ở tại Việt Nam đưa tin giả đã làm cho Thiền Am bôi nhục một cái danh dự mà khi mà chưa có tòa án họ đang đi điều tra thôi họ chưa công bố là họ bắt bớ hoặc là phạt tù phạt phạt tiền mà đã báo chí đến ngày hôm trước ngày hôm sau đã đủ ra cái tự luận tội rồi báo tự luận tội luôn mà toàn báo chính thống nhé quý vị bây giờ nói là người dân được nghe báo chính thống thì tôi ông, ông nội tôi, 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 tôi đó dám nghe tôi nói xin lỗi quý vị tôi nói bậy đeo dám nghe cái báo chính thống báo báo pháp luật nó mà đằng mà báo làm một nẻo báo là trên pháp luật những cái kẻ mà vô công rồi nghề không có trình độ ngồi chửi tin cái gì luật sư còn không có quyền mà đứng ra mà 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 mà, mà, mà đi mà mà, mà mà là bảo vệ cho cái thân chủ của mình không được quyền cái pháp luật nào của Việt Nam trên đời này chỉ có Việt Nam thôi. Tôi nói thật, Việt Nam, Trung Quốc, rồi là, là rồi là Bắc Hàn, mấy cái nước như vậy. Tôi nghĩ Việt Nam nó đã mở đường một tí rồi bây giờ là quay lại, cái thời kỳ quay lại. Cái thời đời 45, 46 năm về trước lại đưa cho người dân lại trở về những cái, cái cuộc sống là như vậy. Không có tôn tự do pháp luật, mồm thì nói như vậy. Đó. Giấy tờ, chứng cứ luật thì một là một nẻo, một là một đường làm một nẻo ra một đường làm một nẻo nói nhiều khi cũng phải là mình tôi không phải là tôi ở không mà tôi nhìn vào những cái đó tôi tôi, tôi thật trong lòng tôi thực tâm nguyện tôi chỉ làm cái tiền của tôi tôi về tôi giúp được cái ai trong những bạn bè đã từng thời tị nạn với tôi mình giúp được ai cái gì mình giúp thôi nhưng mà mình lấy cho người dân họ được họ được ấm no mình cũng mừng chứ mừng vui chứ cái pháp luật Việt Nam mà 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 bảo vệ cho người dân mình vui chứ mình hoãn diện chứ sao bây giờ cái thiền am nó làm như là một cái tổ chức gọi là tội phạm toàn các chú tiểu nhỏ từ từ 6 tháng đến là 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 9 tuổi. Mấy mấy người gọi là ni cô ở trong đó. Có xứng đáng không? À, có ăn tiền của cái cái bọn mà cái bọn mà nó phá hoại đó. Đó để nó trả tiền để mà dù vật một cái đứa trẻ như vậy quý vị chính quyền quý vị có gia đình quý vị quý vị có vợ con quý vị quý vị nhìn thấy quý vị có bao giờ mà quý vị một ngày quý vị bị như vậy không tiền nam không bao giờ nghĩ một ngày họ bị như vậy tôi dám bảo đảm tiền nam không chưa bao giờ nằm mơ cũng không, không dám nghĩ là 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 một ngày như vậy nhưng quý vị ơi sống ở đất đất nước cộng sản cộng sản thì không bao giờ họ thay đổi cho nên là là nó là như vậy đấy nó thích làm giờ nào nó làm nó thích chụp mũ ai nó thích bắt ai không có tội tao bắt mày thành có tội tao đánh cho mày thành có tội tao tra tấn mày nhà mày phải ký vào đó là cái pháp luật cộng sản tôi nói ra không phải là tôi chửi chế độ mà nó là như vậy quý vị sống trong đất nước quý vị thấy như vậy rồi cái người người ta sống tự do như chúng tôi cái quyền sở hữu của con người được pháp luật bảo vệ pháp luật bảo vệ nó đẻ ra nó lấy máu nó đẻ ra nó lấy, lấy lấy DNA để nó test. Nó vi phạm bản nhân quyền trầm trọng nhất của những trẻ nhỏ. của trẻ nhỏ, những đứa trẻ như vậy. Đến bây giờ đang chờ sửa căn nhà để ở, nó đến nó ngưng ra, tức là nó đã tìm đường triệt luôn, nó không khe gì ông già hoặc là trẻ nhỏ. Đã quý vị thấy được khi mà nó ngắm cái tầm cho nên tôi nó nói quý vị rồi quý vị đừng bao giờ mà về Việt Nam làm ăn, tôi dám tuyên bố quý vị nhìn thấy hình ảnh của Việt Nam là quý vị thấy đấy quý vị ạ, đừng nghe ngon ngọt là Việt Nam mở cửa tự do, tinh nhân tự do, luật pháp này ngay luật sư mà đi vào đó để 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 bảo vệ cho cho, cho 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 thân chủ của mình nó không cho vô, nó coi luật sư là những cái mẹ rác rưởi đi ra khỏi ngoài, đó công an chị một một cái pháp luật là công an chị, đảng chị họ chỉ bảo vệ cho đảng cho những người là là trong pháp luật của họ thôi cái dân đó là tự mình muốn là yên ổn để sinh sống mình muốn yên ổn để làm người mà họ không cho quý vị làm quyền con người làm quyền con người tối thiểu của một quốc gia nào cũng có quyền con người mà họ đến là vụ dập mấy đứa trẻ như vậy thì tôi chỉ nói với quý vị rằng quý vị bấm lên google tại việt nam là đất nước cộng sản xã hội chủ nghĩa là cộng sản đó là vi phạm nhân quyền rất nhiều rồi thì nó có văn phòng nhân quyền của thế giới cái tổ chức đó nó nằm ở đường nào ở đâu ngày xưa thì ở thái lan sau này đã mở về khi mà mỹ năm chín đã có lãnh sự quán rồi thì tôi nghĩ là các tổ chức cũng đã về mà không biết là ở sài gòn hay ở hà nội quý vị bấm vào đó đi có cái link đó có địa chỉ ở đó các quý vị thỉnh nguyện thư đi là quý vị thấy sai cái gì quý vị tiếng nói nó có luật sư đó mà luật sư họ không tôn trọng chính quyền không tôn trọng luật sư thì lấy gì đến quý vị vì quý vị phải kêu gọi tổ chức nhân quyền vì họ vi phạm nhân quyền con người vi phạm vào những cái cháu nhỏ các cháu nhỏ đấy bây giờ đã không có chỗ ăn người ta xây dựng cái nhà lên cho các cháu nó ở có chỗ ở mà làm đẹp thành phố làm đẹp địa phương mà tự nhiên đến là không cho họ xây dựng không cho họ xây dựng thì quý vị coi tôi thì chỉ có người thuyền am và những người luật sư của Thiền Nam biết được rằng họ hợp pháp căn nhà họ ở bao nhiêu lâu rồi cho nên tôi thấy họ rất tự hào khi họ làm du chút Thiền Nam bên bờ vỡ trụ họ tập thể hình họ làm những cái chương trình của họ ba bốn kênh để họ kiếm tiền mấy năm nay do họ lừa đảo cái gì nó cứ chuyện nghe có chuyện vô lý không có thể nào mà chứng nhận được là cái vô lý đó tức là người ta bắt buộc người ta người ta có phải là cái nhà chùa người ta là cái thiền am, là cái am ở trong cái nhà người ta có cạo đầu hay là người ta có gì trong cái nhà của họ quý vị nên nhớ như vậy Thế cái tổ chức lợi ích tổ chức cái gì mấy ông cha chùa của quốc doanh đó. đó. bắt người ta phải vào đó để lấy cái tiền thiện nguyện đã Mấy ở nước ngoài đâu có ngu tôi cũng nói quý vị như, như vậy việt nam hiện nay là không có nhân quyền nữa rồi thì quý vị đừng nên về việt nam làm ăn việt nam du lịch việt nam Tôi nói thẳng một điều như vậy Để quý vị hiểu được Đó Nó chứng chiếc mắt nó không phải là ai nói xấu ai Không phải tuyên truyền ai đó Quý vị nhìn đấy đó Việc làm đó Để cho những kẻ mà phá hoại đất nước ngồi trên cả năm nay Chửi tất cả những người tốt Những người người ta sống lương thiện Những cái người người ta không hại ai Và lên chửi Chửi tất cả mọi người mà nó vẫn nhân nhởn như đó. đó Vẫn nhân nhởn như đứng nó chửi nó nghĩ là chồng nó là ngày xưa là bộ đội chồng nó là ngày xưa là bộ đội là tất cả người dân nào đến nghĩa vụ là phải làm thôi chồng nó là quen những cái, cái, cái thế hệ mà cao cấp để cho con vợ nó đến là xã hội đen nó như là quận chúa đứng lên trên đó nó muốn nhảy nó muốn cởi chuồng nó muốn chửi nó muốn đầu độc giới trẻ nó muốn tiêm nhiễm vào cái thế hệ đang ăn học cho thêm một cái thằng luật sư dạy luật ở trên đó nữa chỉ cho các học sinh ngày xưa đã từng học luật của thầy luật là như thế nào luật thật sự không có nó chỉ có luật rừng đó là luật rừng nó quý vị dòm thế đó tôi nói là không có nói sai tôi không có tự do nói mà tôi đã nhìn thấy mà không phải một mình tôi người ta có mắt có tai người ta có nhìn thấy được người ta nhận thức được một cái lối sống một cái đường lối của việt nam ở ngoài trung ương thì cứ họp quốc hội là họp chúng ta là bổ sung thêm cái dự án này bổ sung cái luật kia ra cho nhiều một cái người thực thi pháp luật là ai là bên dưới quý vị ra đó có làm đúng không mà bây giờ biết bao nhiêu thư gửi đi mà họ có giải quyết không không giải quyết thế là cái luật pháp ở việt nam như thế nào cho nên bạn bè của tôi tôi nói thẳng đừng bao giờ mang tiền về việt nam làm ăn đừng có nghe đó mua một cái vài, vài căn nhà ở đây này cho họ mướn cuối năm làm được bao nhiêu có tiền đóng thuế đó là đồng tiền của quý vị không ai đụng vào một đồng mình sống như vậy đừng có tham tham nó cho ăn bánh vẽ Mà khi cứ, cứ quý vị có đủ bánh vẽ nó đến nó chụp với một vị nhà này không đủ uh, nằm trong quy hoạch đầu tư nó cướp trắng luôn cái đó là thực tế mình dòm rồi mình bao nhiêu năm nay mình nhìn thấy xem cách đi thế nào mình đã thấy phấn khởi cởi mở được bây giờ lại tiếp tục đó nếu như thật sự mà Long An không làm sai Tại sao không để cho cái báo chí người ta nói như vậy là không đúng thì Long An Công an Long An phải đứng lên nói Đó Truyền hình Long An đưa lên xong là là bao nhiêu cái tội Công an bắt đầu là bắt lên là luận tội hoặc là truy án tội đủ thứ Mà đến bây giờ luật sư người ta đến người ta hỏi Thì bên công an Long An nói không Chúng tôi không có nói là là, là đã buộc tội vì chưa có tội đang trong điều tra điều tra vậy mà một trăm cái đài du chút họ lên họ nói sai sự thật thì sai là phải là phải chấn chỉnh là phải bắt phạt bắt những cái người nào đó đó là báo chính thống người dân không nên nghe báo à, bên ngoài hãy nghe báo chính thống báo báo chính thống là báo của đảng mà đảng còn biết sai thì mẹ dân nào mà dám nghe được đó, báo pháp luật mà nói giờ ồ bố tội luận luận luân rồi tội này tội kia mà mới bắt không trước không sau đã có luật luận, luận tội rồi chưa ra tòa ra tòa phán tội là còn phải sau đó 15 năm cáo rồi các quý vị ở đâu cũng phải thôi có pháp luật mỗi nước có pháp luật khác nhau một tí ở bên này là cái pháp luật người ta cho luật sư nào mà ta muốn không được người ta mướn luật sư khác mướn luật sư khác luôn tôi nói thật đấy tôi có một cái vụ nhỏ án thôi mà tôi bốn luật sư luôn Ví dụ luật sư đầu, họ lấy tôi rẻ, nhưng mà họ đi không theo đúng đường của tôi. Luật sư thứ hai, họ cũng đi nơi nới như vậy. Tôi đến cái luật sư top luôn. Người ta có đủ cái trình độ. Mình thì bỏ ra một số tiền lớn, mà mình không phải đóng những cái số tiền mà họ đi sai. Chẳng hạn là như vậy. Ta có quyền chứ đâu có phải là một cái luật sư mà chúng ta nghĩ rằng là ô cái đó là là, là bảo vệ tôi đâu luật sư đó người ta có thể là người ta còn non người ta cũng ra ra lấy cái bằng thật nhưng người ta chưa có va chạm nặng những cái vốn nặng thì mình phải tìm những cái top của luật sư cao hơn tiền của họ phải bỏ cao hơn nhưng mà tôi không hiểu mẹ luật sư đối với cái cái chính quyền Việt Nam nó có cái nó có đủ tiếng nói không tôi không biết ạ Đấy là tôi cũng chỉ đưa cái ý kiến đó thôi Tại vì là ở trong đất nước Việt Nam Thì bây giờ con người Việt Nam càng ngày họ càng nhìn thấy ra rồi đó, Tại sao bây giờ? Bây giờ tôi chỉ cần nói là chính phủ Việt Nam Mấy chục năm nay năm nào cũng có đi xuất khẩu lao động Đàn bà xuất khẩu thì sang ở luôn Ở bên kia là lấy chồng lấy vợ ở luôn không về Đàn ông thì là là bỏ đi xuất khẩu lao động toàn thế giới toàn là những cái nước như nước nó có lẽ nó khá hơn Việt Nam nhưng mà đính, chính ra mà nhìn mặt nổi Việt Nam thì vẫn hơn những cái nước đó nhưng mà Việt Nam không có được việc làm cho người dân Việt Nam cũng là đất rộng đó, họ không mở cho cơ sở xí nghiệp để cho người dân Việt Nam có công an việc làm họ đóng thuế cho nhà nước người dân bắt đầu đã ấm no thì đất nước mới mạnh mẽ họ không làm toàn trục xuất đi lao động Thế mà toàn đi lao động xong ở đây là đất đai bán toàn cho những cái công ty nước ngoài họ về họ, họ mở mà tại sao Việt Nam không làm ra được làm sản phẩm Việt Nam người dân Việt Nam tiêu thụ sản phẩm Việt Nam đâu cần phải mua hàng của Trung Quốc đó, Donald Trump ông muốn người Mỹ của chúng ta là như vậy của chúng tôi là như vậy sản xuất đồ Mỹ, người dân Mỹ mua đồ Mỹ chứ không cho lan tràn cái thị trường như là Trung Quốc sang đây mà tôi nhìn thấy rất nhiều những cái sản phẩm Việt Nam bàn ghế mọi kia là những cái gạch viết là xuất uh, xuất khẩu Việt Nam mà tôi không biết là có đúng tem của Việt Nam không ngoài lại lại bán cái tem đó cho tàu nó 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 mua cái tem nó dán lên tôi rất là, là 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 mừng khi mà Việt Nam mình có những sản phẩm mà sang đến nước Mỹ này đó mình phải mừng chứ mình phải ủng hộ chứ bao nhiêu năm nay là chúng tôi không mua đồ của Chinese rồi đó. Nhìn lên là nhìn mất in Chinese là bỏ ra không bao giờ mua nữa. Có rẻ không bao giờ mua. Mà bạn bè của tôi cũng như vậy luôn. Toàn bạn Mỹ thôi đó. Đó là mình hiểu được những cái sản phẩm những cái bọn đó là chúng ta không tiêu chúng ta không đồng ý cái cái đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chúng ta không thể nào à, tiêu thụ những cái mặt hàng của nó, rất quan là không. Thế vì Việt Nam có những cái sản phẩm cho người dân mà đi sang thế giới là mừng làm tiêu, tiêu Việt Nam vào đến 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 cốt cô của Mỹ này đã ủng hộ Rồi những sản phẩm Việt Nam đó là người người dân người, người 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 những người nông dân Việt Nam họ làm những sản phẩm đó mà họ được được chấp nhận sang đến 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 Mỹ này như vậy là mình phải mừng chứ nhưng mà bây giờ cái đường lối Việt Nam làm như vậy biết bao nhiêu cái hình ảnh như vậy thì quý vị nghĩ đi quý vị thì bây giờ quý vị ở tại Việt Nam các luật sư họ biết cái đường nếu họ vi phạm vào những cái cháu nhỏ này hiện nay không nhà ở không được học hành tổn thương đến cái 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 cái, 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 cái sức khỏe và cái hoảng sợ của các cháu tổn thương không được đi học mà đến hào trường học là bị bị xung quanh học trò bắt đầu nó chọc nó còn gọi là tổn thương cả cuộc đời của họ đó là vi phạm vào nhân quyền rất lớn đối với các cháu nhỏ thì quý vị phải có thỉnh nguyện thư để cái hội nhân quyền họ vào họ vào họ phỏng vấn họ nhìn thấy được đó rồi quý vị hãy đi từ từ đó. việt nam họ không đồng ý chấp nhận cái người việt nam máu đỏ da vàng đó đó họ muốn đàn áp với những người Việt Nam như vậy để họ mở cửa cho những cái bọn tàu cộng nó sang nó ăn nó ỉa nó đá nó đái nó nhổ bậy nó chửi tục ở Việt Nam để mở cửa đón cho nó vào. Thế còn người dân Việt Nam hiền hòa, người ta sống rất là tốt ở trong cái địa phương đó. Người ta không có làm gì mà mà gây ra một cái mức độ mà 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 để cho làm hại đến người hàng xóm xung quanh với đất nước mà trừ giật nó đó. Thì tôi chỉ nhìn để xem là cái đường lối như thế nào, nhưng mà tôi cũng để cho quý vị biết là cách nào để quý vị làm. Nhá. Ở bên này chúng tôi cũng cùng đồng lòng với nhau. Đó, hiện nay là có khoảng hơn 100 người rồi ở bên nước ngoài là tỉnh nguyện thơ gửi cho lãnh sự rồi bên 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 nhân quyền thế giới rồi đó là sự đàn áp chúng tôi cần những chữ ký thưa việt nam quý vị cứ làm như vậy đi Thì bây giờ ngồi nói cũng chỉ có gào thét ô dựa quan nước chúng ta nói là chúng ta phải làm có những cái hình ảnh và những việc làm như vậy đối với cái chính quyền việt nam là xưa còn chẳng cho vào nữa là 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 là, là, là huống chi là quý vị là cái gì thân nhân là cái gì không có tội đánh cho có tội đó là cái chính quyền Việt Nam họ ép cung để họ làm để chúng ta nhìn thấy ba 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 tu sĩ họ đến hôm nay là 8 ngày rồi đấy họ sẽ họ lại dùng hình thức như thế nào đối với ba tu sĩ chúng tôi đây kêu gọi đó có những cái tình nguyện thư để gửi thẳng đến cho hội nhân quyền để nhìn vào những cái việc làm hiện nay ở tại Long An ở huyện Đức Hòa Báo chí Việt Nam đang bậy tầm bậy tầm bạ Báo chính thống đưa đến khi mà người ta chưa có một cái tội gì Mới ngày hôm trước mời lên Làm việc đó rồi hôm sau đó là Tự đưa cái tội lên Tích đưa tội nào thì đưa Cái pháp luật như vậy Những kẻ đó thì không bắt bộ luật là như thế này Bộ luật là như thế kia Ai mà vi phạm như vậy mà? A B C B B B B, B, B. Có làm đâu Nó nằm ở đó đó Mà người nào là người từng tích pháp luật vậy những người ngồi pháp luật ra mẹ hơi đâu ta đi nhặt những cái bọn nó vơ vẩn không có tiền mẹ đi làm cái gì nó phải đưa tiền cho tao ngồi đây nó kêu tao ờ à, đi đến cái vùng a vùng b là đang có này có tiền nó đi chứ thì nó ngồi nó làm quý vị có đưa bao nhiêu cái dư chút phương hằng có đưa bao nhiêu trong quá nó ngồi nó coi nó ngồi coi chơi nó sử dụng cái gì mà quý vị oan ức quý vị biết đơn rồi là tố cả năm nay nó đâu có thèm để ý đến để biệt trên thế giới cái tao dòm này đấy cái pháp luật Việt Nam đó, đó Việt Nam đó chứ không phải là 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 là, là, là riêng tôi nói hay là một số nào nói, giấy đằng sao gói được lửa. Đấy những cái kẻ mà, mà nó ngồi nó chửi từ luật sư nó ngồi nó chửi nó nó thông đồng với Nguyễn Văn Hằng nó chửi người dân ngồi phải nghe nó, tôi kêu bắt là bắt tôi kêu giết là giết đó nó tuyên bố như vậy mai đụng cho lông chân đó, viên chồng nó làm Quốc hội mà. Huỳnh Nguyên Dũng làm quốc hội mà Tiếng nói của chúng nó mà nó, nó muốn làm cái nào nào lên lên tòa án Nó cứ nói với tòa án là phải như thế này thế kia là làm Được quý vị thấy sao Ai đụng vào nó nó cho mẹ toàn xã hội đen nó trả tiền Nó đến tận nơi nó uy giết một cái sống chế hội như vậy Quý vị nào ở Mỹ dám về Việt Nam không quý vị Tôi nói thật quý vị Mà quý vị có về Việt Nam vì cái chuyện gia đình quý vị phải đi passport của Mỹ Đừng bao giờ mà nghe Việt Nam là thôi muốn ở lâu là đi cái bo Việt Nam mà khi quý vị đúc một cái chuyện gì đó Mỹ không can thiệp được. Tôi nói cho quý vị nghe quý vị đi đâu cũng vậy thôi. Chúng ta là người Mỹ chúng ta có đi du lịch ở các nước là quý vị đi passport của Mỹ. Đất cứ nước nào nó cũng đều có lãnh sự quán của Mỹ, họ mới bảo vệ cho công dân của Mỹ. Chú quý quý vị nghe mà 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 về Việt Nam mà tôi muốn ở lâu rồi tôi thế này thế kia mà đúc một cái chuyện gì đó không có Mỹ nào mà giải quyết cho quý vị đâu phải hiểu đó là một điều thứ nhất mà có tiền không ai đi về Việt Nam tôi yêu nước Việt Nam tôi yêu dân Việt Nam mà nó có tiền về về Việt Nam du lịch no tôi không có muốn về nữa ngày xưa tôi về ngày xưa tôi về tôi giúp cái này giúp cái kia tôi làm những cái này bây giờ tôi thương mà tôi làm tôi biết bao nhiêu người quý vị sẽ không còn những được sự hỗ trợ ở nước ngoài để cứu giúp nữa rồi vì cái hình ảnh cái hình tượng của cái chính quyền Việt Nam mà làm làm như vậy không trị những cái kẻ mà phá hoại đất nước nó làm thưởng uh, gọi là, là 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 tổn thương đến những người mà người ta ra sức để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam giúp đỡ người dân Việt Nam thấy những cái gì bất công mà ta lên tiếng nói đó thì quý vị thấy sao họ làm cho ai họ ngồi trên đó họ làm cho ai chính quyền làm cho ai OK thì tôi cũng chỉ nói về cái vụ mà mà <laughs> cái vụ thiền nam bên vực vũ trụ đấy là quý vị biết đó đó là là đã có đã 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 tìm ra là 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 thám tử cao gọi là nói chuyện với bà Lan đó là cho tiền bà 50 triệu để lên đó là vu khống bên tiền An rồi là gào thép lên là 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 đủ thứ rồi nó quay video nó lấy cái bằng chứng nó đưa cái bằng uh, bằng chứng dởm này để nó nó kết hợp chứ công an làm sao mà không biết là cái đó là dởm cho ý mẹ công an thì phải có cái người mà học từ ở trong chính quy ra là phải hiểu chứ nhưng họ làm ngơ họ làm ngơ cho làm tôi nói thật họ làm ngơ chứ làm sao mà chứng cứ của mà thám tử cao mà đủ cái qua mặt đó cho dù thám tử cao ngày xưa là làm công an đó bây giờ muốn chụp mũ của gia đình thuyền nam mấy đứa nhỏ ông già mấy phụ nữ đó có mấy tu sĩ đó có ba cái tu sĩ đó người ta bảo vệ tiền nam người ta làm tiền du chút mấy năm nay để kiếm tiền để nuôi tiền nam người ta có xây nhà chẳng nữa mà cái tiền mồ hôi nó mắt của họ. cái tiền hải ngoại cho là cho họ ai cấm không ai mà bắt ép tôi phải cho tôi thích là tôi cho mà cái người nhận có quyền nhận cái gì mà bộ luật ba ba một OK quý vị, tôi chào quý vị nhé. Hôm nay là chúng ta nói một một cái đề tài về, về về thiền an, thì quý vị cũng nghe nhiều rồi. Nhưng bây giờ cách nào để giúp thiền an, thì quý vị hãy gửi thỉnh nguyện thư, thỉnh nguyện thư đó mà thiền an đã có luật sư, quý vị kết hợp luật sư hoặc quý vị nào mà mà thấy bất công bỏ tiền ra mướn luật sư đó cùng nhau viết thỉnh nguyện thư gửi lên tổ chức nhân quyền họ có việt nam tổ chức coi là bảo vệ trẻ em phụ nữ đó rồi ở bên này chúng tôi cũng vậy thôi thấy bất công là chúng tôi gửi thỉnh nguyện thư đó, tại tổ quốc nhân quyền ở tại ở mỹ này họ nhìn đến cái về phía việt nam Nói thôi tại vì cái việc làm tốt của việt nam chúng tôi luôn luôn biểu hương ở đất nước việt nam làm tốt cho người dân việt nam mà cái đường lối chính quyền việt nam đi sai pháp luật sai những cái đường mà vô là chụp họ như vậy Đưa vào những cái tội gắn ghép những cái tội đó Nó không nằm trong cái bộ luật đó Mà tự nhiên đưa cái bộ luật 331 lên Rồi làm lao xịt bỏ. đó, Và những đứa trẻ Nó bị hỏa hoạn như vậy thì phải ra tay Cứu giúp chín đứa trẻ Ở trong ham Nam à, Cho cộng đồng thế giới biết được Cái tổ chức nhân quyền trẻ em bảo vệ bà mẹ trẻ em Họ nhìn thấy được Quý vị chụp những cái hình ảnh đó Nó và muốn luật sư giỏi ở tại Việt Nam và chỉ đường chỉ lối cho quý vị đi. Đó chúng tôi bên này tiếp tục kêu gọi và nhìn thấy những hình ảnh nào tiếp tục nhất, tôi trả tin mẹ báo đã báo chí mẹ pháp luật báo uh, báo chính thống mới báo cái mẹ gì đấy báo chính thống đó, 100 cái báo đó. VOV rồi báo sức khỏe rồi báo tuổi trẻ rồi báo pháp luật nhiều mà đưa lên toàn những cái chuyện nóng nóng tít nóng bỏng một tờ báo đưa ra là cả 100 tờ báo nó copy lại cùng một đề tài cùng một cái chương trình nói mà không có báo chứ người ta phải đi tận nơi đó ở mỹ này người ta làm báo người ta phải đi tận nơi bất cứ có tai nạn rồi tuyết rồi tất cả của nhà báo là mặc quần áo là lật lội ra tận nơi mỗi một cái cái cái, cái đài kênh của họ là họ cái tên của họ là họ trực tiếp họ làm nhưng mà đi copy ngồi một chỗ nói tào lao gì bọp nói không đứng sự thật mà lại cứ phải là báo chính thống chính thống là cái gì báo của đảng cái báo của đảng đưa ra thì ở dưới này có copy tất cả báo copy rồi youtube copy rồi, 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 rồi facebook copy rồi, 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 đủ thứ nó copy mà nó chưa kiểm chứng cái báo chính thống chưa kiểm chứng thì lấy cái gì dưới này kiểm chứng thì họ làm sai thì pháp luật phải trị họ phải phạt tiền họ hay là bắt buộc phải tìm một hình thức nào để phạt họ đó đâu có phạt đâu bây giờ nói thì nhiều lắm quý vị ơi thường thường nhiều khi là nhiều khi mình nhìn mình thương mình cũng chỉ biết là là mình có những ý kiến nào để giúp quý vị đã bằng cách nào con đường nào để quý vị đi thế thôi quý vị nhé có tin tức gì thì quý vị cũng 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 cũng, cũng cho tôi biết tin tức và tôi luôn luôn cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình của tôi quý vị có thể là bấm like hoặc là quý vị share để gửi đi đó lại làm thêm tiếng nói nó mạnh mẽ hơn chúng ta nói là vì cái lương tâm của chúng ta thôi chúng ta không phải nói vì một cái động cơ nào đó vì tiếng nói thật sự 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 thật thì vẫn là sự thật thôi vì tiếng nói chúng ta tuyên bố trên cộng đồng này thì họ kiểm chứng cái đó là sự thật chúng ta nhìn thấy những việc làm sai thì chúng ta nói thôi. đó quý vị ạ, à, không có sợ cái gì cả. ai chụp mũ ai, mẹ chụp mũ ngay cái 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 cái, cái, cái tiền am nó còn chụp mũ là là, là 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 giống như là giết người phạm tội, rồi phản cái, cái cái đám nó ngồi trên cả năm nay nó chửi, nó phản quốc trước mắt đó nó rồi nó chụp mũ phản động, rồi phản động rồi không đánh nổi phản quốc, rồi mà chính phủ vẫn là ngồi à, ngồi chơi xơi nước uống trà thiên hạ đánh nhau đúng mẹ mà đụng gì đến tao thấy không? thế không cho nên là cũng rất là buồn quý vị ạ à, rất là buồn nhưng mà uh, chúng ta nó phải có thời gian ta phải tìm những cái thời gian chúng ta phải ngồi để than được phải đi cứ bước đi tôi chỉ quý vị rồi ok có gì chúng tôi gặp nhau ngày mai nhé ngày mai bằng giờ này quý vị nhé ok i love you bye bye